cháy quán karaoke ở Tây Ninh, nhiều người tháo chạy. Quán karaoke 3 tầng ở thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh, bốc cháy ngùn ngụt khiến một xe máy cùng bảng hiệu bị thiêu rụi. Ngày 16 tháng 11, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cho biết, cơ quan chức năng thị xã Trảng Bàng đang điều tra vụ cháy quán karaoke tại khu phố An Bình, phường An Tịnh. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến một xe máy cùng bảng quảng cáo 12m2 bị thiêu rụi. Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 15 tháng 11, lửa bùng lên tại quán karaoke 3 tầng tại khu phố An Bình, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng. Phát hiện cháy, nhân viên quán hô hoán và nhấn chuông báo động. Lúc này, nhiều khách đang ca hát trong các phòng tá hỏa tháo chạy ra ngoài. Nhân viên quán dùng vật dụng chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thị xã Trảng Bàng đã đến phun nước dập lửa. Đến hơn 22 giờ, đám cháy được dập tắt.